Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Hôm nay thì Đồ Gỗ Văn Sáu lại lên sóng cho tất cả quý vị và các bạn các món đồ về đồ nội thất để phục vụ Tết cũng như là trang trí trong không gian phòng khách. Ở đây thì hôm nay Đồ Gỗ Văn Sáu sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một mẫu đồng hồ cây ạ. Đồng hồ cây này thì được làm trên chất liệu gỗ hương nhá. Mẫu này thì đang được rất nhiều các bác quan tâm. Mẫu đồng hồ cây này thì đẳng cấp về lối họa tiết hoa văn, và khi chúng ta sử dụng trong không gian nhà thì nó sẽ rất là sang trọng và nó thể hiện rõ về cái điều kiện kinh tế tài chính của gia đình, đúng không ạ? Một trong những cái mẫu đồng hồ cũng không phải là rẻ tiền, đúng không ạ? Đấy, thì cái mẫu này sẽ được thiết kế với kích thước như nào thì tôi cũng sẽ báo luôn. Chiều cao của mẫu này sẽ là 1 mét, chiều cao của mẫu này sẽ có chiều cao đó là 2 mét 1. Đấy, và phần chiều rộng sẽ là 87 và chiều sâu sẽ là 40. Đấy, đó là thông tin tổng thể về kích thước. Đấy, và chúng ta sẽ đi quan sát chi tiết hơn nhé. Đây thì chúng ta sẽ đi từ phần trên đi. Đấy, phần phía trên này thì họa tiết hoa văn rất là đẳng cấp, là họa tiết hoa văn hoa lá tây của bên châu Âu, đúng không ạ? Đây đã được gắn rất là chắc chắn nhá. Riêng cái tấm bên này thì bên Đồ Gỗ Văn Sáu có gắn ạ. Đấy, và bên ngoài này thì sẽ có 4 cái hình trụ. Đấy, 4 cái hình cột trụ đấy ạ. Thế 4 cái hình cột trụ này cũng sẽ được gắn rất chắc chắn nhá. Đấy, hiện tại thì đang để lên ạ. Đấy, để mô phỏng cái này, nếu mà khách hàng mua ấy, thì còn đóng gói và gửi hàng kỹ cho khách hàng thì mới có thể gắn chắc được. Đấy, 4 chiếc cột. Đấy. Đây, chúng ta sẽ trở về với cái tâm của đồng hồ. Tâm đồng hồ chúng ta nhìn phần bên trong đó là một màu vàng, màu của đồng nhá, màu của đồng. Còn họa tiết hoa văn trên này là những cái con số La Mã này, từ 1 đến 12, được làm bằng sứ nhá. Đấy. Kim thì có kim giờ và kim phút ạ. Còn cái phần kim giây thì nó sẽ tương đương với lại cái quả lắc này, tương đương với quả lắc này. Đấy, còn phần bên dưới này chính là phần chuông. Đấy. Thì mẫu này sẽ hoạt động luôn cả phần chuông và cả phần quả lắc đều hoạt động hết nhá. Đấy. Máy này sẽ là bộ máy đồng hồ điện tử. Tí nữa tôi sẽ quay chi tiết về cái bộ máy sau cho quý vị. Chúng ta cứ đi về cái phần bên ngoài trước đã. Đấy. Phần bên ngoài là phần... Chúng ta sẽ đi tiếp phần bên này. Đấy. Đây chính là gọi là phần lan can. Phần lan can thì bên chúng tôi làm rất là cao này. Và có những đường cong riêng biệt. Đường cong riêng biệt. Đấy. Từ cái phần lan can bên dưới này cũng vậy. Đây là những phần chấn song nhá. Làm rất là kỹ, rất là đẹp luôn. Đấy. Vân thì Đồ Gỗ Văn Sáu cũng lựa chọn vân luôn, chứ không phải là hàng mà phải lấy gỗ bừa bãi đâu, đúng không ạ? Đấy. Ở đây. Còn về cái phần tâm mặt đồng hồ ấy thì là một cái khung tròn. Bên ngoài chúng tôi chạm họa tiết hoa văn luôn cả phần bên ngoài. 4 góc cũng họa tiết hoa văn hết. Đấy. Khá là kỹ nhá, khá là cầu kỳ và kỹ về mẫu này. Đấy. Cột thì chúng tôi làm cột to, đều, đẹp. Hình là hình bông lúa. Đấy. 4 cột trên nhá, 4 cột phía trên này. Đấy, 4 cột phía trên. Hai bên hai cột. Đấy. Rất là đẹp và đẳng cấp luôn. Tiếp theo xuống đến phần bên dưới đã. Phần bên dưới thì là một cái mặt đồng, mặt kính nhá, mặt kính trong suốt, bên trong thì có quả lắc và chuông. Và đây chính là cái một cái giải bông lúa mà chúng tôi có đục chạm lên. Đấy. Kính trong suốt. Rất là đẹp nhá. Và cột thì bên dưới chúng tôi làm cột dài hơn, tuy nhiên là cái kích thước nó vẫn gần bằng với so với cái hai cột phía bên trên. Đấy. Và một đặc điểm nữa không thể không nhắc đến đó là cái phần hồi hai bên thì chúng tôi lựa chọn một cái phôi đường vân rất đẹp và làm liền luôn, liền mạch từ phía trên xuống bên dưới. Đấy. Nhiều cơ sở, nhiều đơn vị có thể là sẽ làm hai phần và ghép ở cái phần khu trên này. Tuy nhiên là chúng tôi có làm là liền khối luôn. Đấy. Phần rất đẹp luôn. Phía bên này nữa. Bên này là một cái ngăn chúng ta có thể mở ra để có thể sửa đồng hồ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái phần chân. Đấy. Nhìn tổng thể thì phần chân chúng ta được Đồ Gỗ Văn Sáu thiết kế với cái phần chân rất là rộng, đến 87, sâu đến 40 thì chân này là chân choãi ra, rất là vững chắc, đủ để chúng ta để một cái bộ đồng máy đồng hồ rất to lên như này, bằng kính, bằng gương, rất là nặng. Đấy, ok chưa? Và chúng ta sẽ đến với phần mặt bên trong của đồng hồ nhá. Đây thì tôi đã mở cái phần bên trong của đồng hồ ra. Phần bên trong đồng hồ thì có cấu tạo cũng không có gì là quá là phức tạp đâu quý vị ạ. Đấy. Ở đây chính là cái phần bộ máy điện tử đây. Đấy. Bình thường thì chúng ta sẽ dùng một cái pin tiểu ở đây, đúng không ạ? Tuy nhiên là chúng tôi có kéo thêm một cái bộ, đó là bộ chuông. Đấy, bộ chuông, và kéo thêm một bộ lắc nữa. Vì vậy là cái
cái tiêu thụ năng lượng nó cũng rất là lớn vì vừa có sử dụng thêm một bộ đó là pin rất là to đấy, pin rất to đây. Đấy. Bộ pin rất to đây nhá. Pin này thì chúng ta sử dụng năng lượng thoải mái luôn. Đấy, thì chúng ta không sợ bị hết pin nhanh. Chúng ta nếu mà có trục trặc gì chúng ta chỉ cần mở ra chúng ta lau chùi chúng ta thay thế. Thì từ những cái quả lắc cũng rất là dễ thay này, phần loa cũng vậy. Dây điện này thiết kế đơn giản, màu sắc thì phân biệt rõ ràng. Vâng, và đối với mẫu đồng hồ này thì tôi cũng sẽ báo giá luôn trên video cho tất cả quý vị và các bạn tiện tham khảo nhé. Với chiều cao là 2m1, chiều rộng là 87 và chiều sâu là 40 thì cái mẫu này có giá thành niêm yết như sau. Đây, giá thành niêm yết sẽ là 11 triệu đồng. Đấy, quý vị và các bạn muốn mua mẫu này, muốn tư vấn kỹ lưỡng hơn và muốn nhận ngay cái ưu đãi đó là mua hàng được giảm giá hay mua hàng được nhận quà tặng thì có thể liên hệ ngay Đồ Gỗ Văn Sáu với số điện thoại 0968 152070, 0972 282070 để được liên hệ tư vấn và đặt hàng. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi nội dung ngày hôm nay. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các nội dung tiếp theo.